Ok mọi người đưa hết cánh tay của mình lên nha. Anh Sông Noi và chị Yến. Yes. Lát lên mọi người nhảy cùng với em nha. Ai có chồng đi làm phương xa, rất hiếm khi về nhà. Cũng buồn đây, cũng thôi đây, mà chẳng nhiều lo lắng trong lòng. Để em đứng sau lưng anh, muôn phen sẽ đi qua nhanh, để ánh sáng của tình yêu dẫn lối. Em muốn làm cầu phúc cho anh mãi, anh yên tâm công tác những ngày dài. Đừng quên nghỉ ngơi, đừng quá sức miệt mài, anh hãy nhớ những lời em nói. Đứng thì ngồi vào lòng em, sao cho anh bớt tôi ngon lành. Anh mà vẫn đói thì em vẫn làm thêm. Trong em có tuổi chưa tên, ai chưa biết đến thì xin cứ chờ. Trong em có tuổi chưa tên, nữ công gia tranh này xin vẫn chờ. Em muốn làm lời phụ cho anh mãi, anh yên tâm công tác những ngày dài. Nghỉ ngơi, đừng quá sức miệt mài. Anh hãy nhớ những lời em nói. Em nguyện làm hậu phương cho anh mãi, vun đắp tình yêu ấy để ngày càng vững chãi. Nguyện mãi bên nhau, cùng vượt núi cao sóng dài. Anh cố gắng sớm trở về. Em nguyện làm hậu phương cho anh mãi. Tiền nhảy mỗi người trăm chị. Trời ơi, cái gì 100 mà rẻ vậy? Khoan, dừng lại khoảng chừng là 5 giây. Dạ. Còn hiện trường của tụi mình kìa. Ủa, nhảy dữ vậy? Xin lỗi. Xin lỗi, không nhờ tôi và Black Ca dời đô thì mọi người hả đu làm cho nó sập hết rồi đó. Và kỳ này cũng như những lần khác, chúng ta đã tìm ra chú chim hót hay ở vùng đất Bắc Kinh rồi. Và đây là con chim Hoàng Yến đúng không ạ? Wow. Đúng, đây loài chim luôn. Cho bạn nó mở luôn đi ha. Rồi, cho bạn nó mở đi. Đây, đây em mở đi. Của em, của em. Đó là nhân dạng thiệt của em đó. Của chị đó. Nhân dạng thiệt của em đó. Nhân dạng. Nhân dạng của chị. Ra hình của chim cánh cụt. Em cũng không phải là con chị người là luôn. Người, chị là người này đó. Đây là đất, ở thế giới của chúng tôi nhìn bạn ra con đó đó. Con bồ nông ạ. Con bồ nông ạ. Con vẹt. Con vẹt. Không, con vẹt mọi người ạ. Con
vẹt mọi người ạ, à, không thể. Mọi người thấy nãy giờ Điền nói cái gì? Con vẹt này cái miệng nó bự lắm. Không, tôi thấy con không, mọi duyên dáng chúng chị. Không, đúng rồi, Yến ơi, đúng là bạn rồi. Biến hóa khôn lường. Rồi cái mỏ linh hoạt là chỉ là vẹt. Cái mỏ linh hoạt cái gì vậy? Không phải đâu.